Kỹ thuật ho có kiểm soát. Kỹ thuật này rất hữu ích nếu bạn có nhiều chất đàm trong phổi. Ngồi trên ghế với cả hai chân trên sàn. Nếu không thể ngồi thẳng, có thể nằm tư thế nâng đầu và gập hai gối. Hai tay có thể khoanh trước bụng để trợ giúp nếu cần. Hít vào chậu bằng mũi và thở ra bằng miệng một vài hơi có kiểm soát. Sau đó, hít vào chậm và sâu bằng mũi. Giữ hơi khoảng 2 giây. Hơi cúi người về phía trước, ho hai lần ngắn liên tiếp với miệng mở. Lần ho thứ nhất giúp làm bong đờm. Và lần thứ hai giúp tống đàm ra, ho vào một tấm giấy lau, hoặc túi hứng, hít vào chậm qua mũi. Lặp lại các bước trên nếu cần thiết. Lưu ý, thở nhanh có thể đưa chất nhầy trở lại phổi